Trong khuôn khổ hội nghị sản phụ khoa Cần Thơ lần thứ 9 do Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ tổ chức, sáng nay, 1.000 đại biểu là các giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ thuộc các bệnh viện trung ương, trường đại học y dược, bệnh viện các tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục báo cáo khoa học, các ứng dụng tiên tiến trên lĩnh vực sản phụ khoa. Trong ngày đã có trên 60 báo cáo với 10 phiên thuộc các lĩnh vực sản khoa, phụ khoa, nhi sơ sinh, hỗ trợ sinh sản, ung thư phụ khoa, điều dưỡng. Đặc biệt, lần này có thêm các chuyên đề về can thiệp bào thai, mãn kinh, các kỹ thuật can thiệp ít xâm lấn và siêu âm trong bệnh lý sàng chậu, mãn dục nam khoa và rối loạn tình dục do các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ, các chuyên gia đầu ngành trong cả nước tham gia và 3 báo cáo đến từ các chuyên gia bệnh viện Trung ương Suining, bệnh viện Liễu Châu và bệnh viện Quảng Tây của Trung Quốc. Đây là những báo cáo khoa học được cập nhật mới nhất và những kỹ thuật tiên tiến được phát minh từ nghiên cứu khoa học hoặc ứng dụng thực tế trên lâm sàng. Những chứng cứ y học bổ ích giúp các đại biểu có thêm kiến thức và kỹ năng trong chẩn đoán, điều trị, quản lý các bệnh lý chuyên ngành. Riêng Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ có 6 bài báo cáo tham luận và 9 báo cáo spotter, kết quả nghiên cứu khoa học. Xác định nghiên cứu khoa học là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. 10 năm qua, Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ đã đẩy mạnh và khuyến khích viên chức tham gia nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến cải tiến. Tính đến năm 2024, bệnh viện có 424 đề tài sáng kiến đã thực hiện.